nghe này nữa. Gửi mấy miếng xôn vào lực nha. Đến với Thái Bình quê lúa. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 và em đang đi đụng lợn chia phần lòng lợn tiết cạnh đây. Mọi người cùng theo dõi nhé. Đấy, đoạn trên đấy to đấy bác cơ ạ. Đây nó có nước, nó to đấy. Quá bố xe điếu to này, dày này. Đoạn này ông Đông thích lắm này. Anh mong không? Mong ấy hở con một xa cho nó đỡ nóng. Sĩ không? Tí mày vào thì đang mà người thương còn sức khỏe mồ hôi nhễ nhại. Luôn rượu lợn. Đầy thế. Chỗ này bán đánh được 4-5 bát. Năm bát. Chín. Đấy, cái này ăn thì ngon này. Đây là cái gì anh Hoàng? Chim. Cuội. Chim. Lợn cái. Cái cuội lợn đực. Khiếp, mình đừng nói vậy. Nào, nó cho đấy, nó chảy rõ đó bây giờ. Cái dạ dày nó kia đấy rồi. Chín. Thịt chín rồi đấy. Miếng đấy thì mình đu em chọc phát qua là được. Về đằng nào sẽ lục lại. Chín rồi đấy, về luộc lại.
hạ thì phần tay trái nó bẩn nó không cầm luôn tay kia thì nó khỏe. Xong rồi đi tàu tiếp rồi nó dễ hơn chín rồi chọc ngay nữa vào chọc cả hai nữa nó khỏe. Đau người thấy cân tạ. Cái chiều. Nhà ông Nam thì kiểu không có cân tạ thôi. Cân 60 thôi. Sụn to. Đây bắt chậu nhé. Đúng rồi. Lưỡi chưa chín đâu. Cái đấy cứ để đấy. Gan được rồi đấy. Gan chín tới. Nhai ra cho nó nhập mấy cái miếng nó gửi vào để nó chia hết. Chia hết thôi đi mua khác. Gửi mấy miếng sụn vào luộc nhà. Quan tâm nhảy thế. Quan cứt thì tí nữa lại đánh nhau. Anh đánh chú Lưu chú chả đánh. Chú Lưu chú chia. Nhấc cái nồi ở đây để anh đổ cái này vào ngâm nữa. Xong đun cái nồi nước kia ra. Tim gan cật mặt rồi lông sao cái này nó lại gọi là hàng được kìa. Có phải vớt bọt không anh? Đầu lúc nãy ấy. Đây. Để cho giữ cho ông cắt.
cát đấy dài dài. Nếm thử xem nó chín rồi thì ta vớt luôn. Chín rồi. Chín rồi đấy. Vớt rồi chứ. Thôi cho ra thôi, ngâm là được. Rồi, cho nồi dồi luôn. Giảm sóc. Ui, đứt rồi. Nóng nhỉ. Kệ. Hết. Vớt luôn cả cái lưỡi trong này ra cho chú lưu. Lưỡi. Còn cái đầu bên trong ấy, chú cho cái đầu cho ra cái chậu cho nó nguội tí nó bọc. Ôi giời. Nó đang nóng thì thằng nào bám vào thằng chết luôn. Lấy cái này. Hết rồi. Có, cứ bước đi. Nước xịt. Ừ, Âu kìa, cô Hằng à. Này nữa ít tiết vào hết luật kì không mẹ camera ăn luôn cả lóng. Đang chia nước xít rồi. Giống kiểu ngày xưa chia cả nước xít đấy. Múc cả vào đây cho ai đi đây. Giảm sóc.
Đây là to thế mà nó quắt đi. Càng ngon. Ngồi đi. Ngồi còn dạ. Đây mà... ngồi thế này thì ngồi thế nào? Đây người ta khép này. Tôi nhớ cái chia bảy không ạ? Báo cáo hôm qua. Thôi gì? À vậy thì thôi, họp béo gì nữa. Vậy không, không thích họp lắm. Bộc nó hỏi là họp là nó tổng kết cái đóng cái trại đấy. 41 triệu. Dài hơn ông Lưu. Cứ phải đánh đôi ra là vừa rồi. Đó đấy. Ông thì đánh án. Xanh xanh. Thì không chặt hết phần ra. Ông Lý ông quan rồi nên ông không thiết. Ăn lấy ăn nó mà chó. Không có tiền cho cái nướng miếng này nướng nhưng mà này nướng à. Này đây, này ăn này thì được đây. Quá ngon. Dương cứ còn. Dương cứ còn muốn len phượng này, nấu cái này đây. À vậy. Được rồi. Nó ở xa đây. Thoản với xoái cái đấy ông đâu lo được, không lo, có 1 triệu một. Ngon. Khoảng cái kia. Ở nhà. Đụng lợn về có cái chân giò các bác ạ. Chả hiểu sao nó cứ nứt.
nọ trên kia nó đòi 50.000 thì đúng. Chết canh đây. Không đỏ lắm nhỉ? Đỏ á? Anh nhìn nó không được đỏ lắm. Hết. Ý còn đâu thừa cho kia. Quán chết canh nha các cụ ạ. Đây 4 bát này, nhân đây. 1 2 3 1 1 hay 1 1 rưỡi. Đặc lắm. 2 tiết 1 nước. 1 2. Sợ có nhiều nước quá. Quá ngon. Ui đầy quá đấy chứ, bớt nước đi. Một một rưỡi là vừa. Một môi tiết, một môi rưỡi nước là vừa. Sợ tiết con mắt. Nếm vậy với bằng nếm. Đấy. Là một môi nước thôi, không lại tràn. Đặc thế, tiết lợn đặc. Vậy, lại thử. Cái gì xanh xanh kia? Mùi thơm. Ở đâu đấy? Em không cầm ngược cái bát được để không che hết xanh. Đồng ấy nhỉ? Đồng ngay. Đồng. Đồng ngay tức luôn. Đụng lợn ấy, tiếp canh ở nhà mới ăn các bác nhé. Toàn hàng nhà, nước sôi. Đấy. Ê, bát này đông rồi. Bát này đánh đầu tiên xong 4 bát là đông rồi. Đã đông luôn. Đấy. Quá dã man luôn. Đây là nồi cháo ấy. Vất vả suốt từ sáng đến giờ. Cháo lòng này. Nước xít ấy. Nước xít nấu cháo. Đây là lòng. Có cả một cái chân giò nữa các bạn. Chân giò luộc. Cái đã chín chưa? Chín. Chân giò đây. Đây là đang trần lại lòng cho nó nóng. Có bây giờ cơm nhá. Đi ra ngoài nhà xong lấy cái bàn để ra. Con lấy cái bàn. Đây, lòng đang trần lại cho nó nóng. Đây, rồi. Chân giò. Dùng tay đi, gãy đũa. Nó ướt. Cái này tối mới ăn. Bây giờ ta chỉ ăn lòng nóng cái này. Đấy. Em gắp ra đây này. Để cho trứng vào đây. Có mỗi quả trứng vào đây. Nãy đánh rơi. Chật lại lòng. Sao
Cái này thắm thái đi, hành thái là to. Thịt thái với ngon này. Mày mít thích lắm. Để riêng cho mẹ. Tôi cứ cho lên một tí này. Cho màu nó không đẹp, đen xì. Thái mỏng thôi, nhỏ thôi chứ dày vậy ăn sao? Mỏng á. Gan. Rồi, rồi. Bè. Bè. Thái đi, thái đi. Mời mọi người ăn cơm nha. Có mời mọi người ăn cơm không? Hai đứa. Mời mọi người ăn lòng lợn tiết canh vất vả suốt từ sáng giờ. Bia Hà Nội nửa lít 500ml. Mời ông bà cô bác. Hôm nay ngày lễ mấy anh em chú cháu tổ chức đi đục lợn suốt từ 6:30 7 giờ đến giờ bây giờ mới được ăn. Mát. Đây lòng lợn. Lòng lợn đây. Một đĩa đầy như thế này mà được hai đĩa. Đấy, một suất 8 người mà một suất của mình mà dùng chia làm hai đĩa to như thế này thì nó phải được tầm hơn 1 cân, 1 cân rưỡi. Cộng thêm khoảng độ 8 cân rưỡi thịt nữa. Tuyệt vời. Tiết canh đây, tiết canh đông cứng này, có thể úp được. Tiết canh này đông lắm. Cho lạc vào. Thắm lấy cho anh mấy miếng gan ra, lạc đây. Đây cho lạc lên nhá. Đây là lạc lên này. Đây, lạc đây. Gan đây, cho miếng gan đây, hai miếng gan. Quá hấp dẫn. Mời ông bà cô bác nha, ăn tiết canh trước, đang ngon. Đây. Súp nó giòn, ngon. Con ăn tiết canh à? Cái bia này nó lon nó lửa lít. Nó uống được nhiều lắm. Chứ lon 330 thì cũng không đủ.
ngoài trời đang nóng lắm, 37 độ, uống cốc bia mát. Hết rồi đấy. Chỗ này là 3 miếng ruột non luôn. 3 miếng. Cặp rib, cặp 3 luôn. Làm miếng tiêu xanh ngâm nước mắm. Ngon. Hết sạch. Ngon hợp. Chắc mình đi làm từ sáng giờ nó đói rồi, nó mệt, giờ ăn nó ngon. Cành lạc này, đây này, đây này. À, làm miếng to này luôn, to như của Nga Sumo luôn. Đây là 3 miếng rồi. 3 miếng rồi luôn. Chấm nước mắm tiêu. Ăn này nó mới đã. Ngọt thơm. Ngập mồm. Khoai làm cho cái canh kinh dị lại khoai. Đã lê đi nơ. Đã lê đi nơ. Đấy bị tòi. Dạ dày. Hai miếng. Bố ơi. Ta là giòn. Tiêu cay nước mắm mặn. Bia lạnh. Thơm. Làm miếng tiếp canh cuối đi. Con nó bảo sao bố suýt xoa, nó cày quá, suýt xoa thế nào. Được không? Ngon quá. Chắc con thêm nữa đi. Hết rồi. Đi thôi để con. Súp giòn. Lạc bùi, tiếp ngọt, bia lạnh, gan béo, rau thơm thì thơm, quyện vào nhau, nướng quế. Cái canh phải có súp nó ngon. Dạ.
giải nhiệt mùa hè. Làm bát cháo. À, cho đợt non vào, cho miếng dồi vào, cho miếng gan vào, đợt non nữa, thế thôi. Cháo lòng. Đây, trong này có miếng ruột non. Cháo lòng, trong này có miếng ruột non. Thôi, con ngồi chứ. Ông bà cười chứ. Nóng, gà mềm á. Đây, miếng dồi. Này là ngày lễ được nghỉ mấy anh em chú cháu từ sáng giờ đi đúc lợn chia phần, chia lòng lợn tiết canh về nhà để ăn, thì từ làm suốt từ 6:30 gần 7 giờ đến bây giờ là khoảng độ 11:30 rồi, nhưng mà vẫn cứ thích cái món ruột non cặp rít một 3-4 miếng nhai sướng. Ruột non gấp 3-4 miếng liền chấm với lại cả nước mắm tiêu. Tiêu xanh. Ôi.